Nếu nói về biển của nước ta thì Nam Trung Bộ xứng đáng là mảnh đất thiên đường với ai yêu thích vitamin C. Vịnh Vĩnh Hy là một trong những cái tên đình đám nhất với vẻ đẹp hoang sơ của biển cả, nơi đây vinh dự khi sở hữu resort 6 sao đầu tiên của Việt Nam. Các bạn có muốn biết lý do hay không? Hãy cùng xem hết video này nhé! Hi, xin chào mọi người nhá. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh đấy. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục trải nghiệm một cái vùng biển rất là đẹp mà mình yêu thích từ rất lâu rồi, đó chính là Vịnh Vĩnh Hy. Tại đây thì chúng ta sẽ thuê những chiếc tàu để đi ra ngoài khơi kia lặn san hô và ngắm cảnh. Hôm nay thì mình đặt ở bên chỗ là Vĩnh Hy Discovery. Tại đây thì có rất nhiều những cái phương tiện để cho chúng ta lựa chọn, như là cano này hoặc là tàu đáy kính, đúng không anh? Dạ đúng rồi. Các bạn có thể đặt theo đoàn hoặc là thuê riêng như thế này để đi cho nó tiện hơn. Ngày hôm nay thì có những cái điều gì thú vị ở Vịnh Vĩnh Hy thì mình sẽ quay hết cho mọi người nhé. Từ cái việc là lặn san hô hoặc là thậm chí là buổi đêm còn có cả cái tour gì anh nhỉ? Đánh lưới hoặc là câu mực, đúng không? Rồi lại tiệc nướng barbecue trên đảo hoang. Đảo hoang luôn, ở đây có cái đảo gì anh? Đảo Cóc. Đảo Cóc. À, chúng ta có thể đấy, tức là có rất nhiều những cái loại hình dịch vụ. Ngày trước tầm 10 năm trước em tới đây thì mọi thứ nó vẫn còn kiểu chưa có nhiều, thậm chí là tàu bè nó cũng không được hiện đại. Nhưng bây giờ thì chúng ta có thể đi bằng những chiếc cano đủ các loại kích cỡ luôn. Bây giờ thì không mất thời gian nữa, chúng ta cùng nhau ra ngoài kia và có cái gì đẹp nhất của Vĩnh Hy mình sẽ quay lại cho mọi người nhá. Let's go. Tại đây thì chúng ta sẽ thấy một cái mũi biển. Bắt đầu từ cái góc nhìn này thì rất là giống với cả mũi một con cá heo. Vì vậy là ở đây người ta gọi là mỏ cá heo của anh. Và bên đây dạ. Là Amanoi Resort. Đây là resort 6 sao đầu tiên của Việt Nam với cái hạng phòng cực kỳ là đẹp. Mình cũng có một vài lần được trải nghiệm ở trong này rồi, mình thấy là phòng ốc ở trong Amanoi rất là đẹp. Thế thì mọi người mới thấy được rằng là ở Vĩnh Hy này có tiềm năng du lịch đến nỗi mà tất cả những cái doanh nghiệp bên nước ngoài rất là nổi tiếng, họ đã sẽ chọn Vĩnh Hy để khai thác du lịch tại đây. Có một cái điều rất là hay, khi mà chúng ta đi trải nghiệm ở cái Vịnh Vĩnh Hy này, chúng ta sẽ thấy những cái vách đá núi dựng đứng đan xen vào trong những cái dạng những thảm thực vật này, nhìn rất là đẹp. Có rất nhiều những cái loại hình dịch vụ ở đây. Chúng ta có thể là đi cano thuyền chuối hoặc là jet ski, rất là đẹp luôn. Đây là một cái bãi tắm riêng của bên resort Amanoi. Chỉ có những cái du khách nghỉ lại tại đây thì mới được trải nghiệm cái bãi biển đó thôi. Còn đâu thì chúng ta sẽ chọn một bãi biển khác ở ngay phía bên kia. Mình sẽ sử dụng chiếc flycam để quay lại tất cả những hình ảnh đẹp nhất ở cái khu vực này cho mọi người xem nhá. Bên này là khu vực nhà bè để cho chúng ta có thể thưởng thức hải sản tươi sống ngay trên vịnh Vĩnh Hy. Đây là hang yến ạ. Ồ, đây là một cái hang yến tự nhiên các bạn ạ. Ở đây người ta có khai thác không anh? Bên dưới sào cái họ này khai thác đây. À, họ đang ấy rồi. Đúng rồi. Ồ, đây là một cái hang yến tự nhiên, các bạn có thể thấy là cái vách núi nó dựng đứng và nó trở thành một cái khe nhỏ. Những con yến nó sẽ chui vào đó để làm tổ, và sau đó khi mà đủ cái thời gian thì người ta sẽ lấy những cái tổ yến ấy về để làm yến sào. Ui, thật sự là đẹp. Mình đã được đi rất nhiều những cái hang yến như ở ngoài Quy Nhơn, nhưng mà đặc điểm chung của những hang yến này là nó nằm ở những cái vách đá dựng đứng để tránh cái sự tìm kiếm của các loài động vật khác. Cái này có từ lâu chưa anh? Lâu rồi em. Đẹp nhờ. Nhưng mà điều bên dưới sào cái nó thuê nó làm không? Bây giờ mình vô bay lên can nha. Vâng, ok anh. Các dịch vụ giải trí ở Vịnh Vĩnh Hy nhìn chung còn khá rẻ so với những tỉnh thành nổi tiếng gần đó. Mọi người nhớ tranh thủ xả stress bằng những môn thể thao như lái jet ski. Chỉ với giá từ 200.000 tới 300.000 là bạn có thể thoải mái lướt trên những con sóng hàng chục phút đồng hồ rồi. Còn về lặn biển thì như mình có nói, Nam Trung Bộ thực sự xuất sắc. Ở những dạng đá, dạng san hô, chúng ta sẽ bắt gặp một thế giới dưới nước đầy đủ màu sắc. Các bạn có yêu biển da diết giống như mình không? Hãy để lại trong phần nhận xét để mọi người cùng biết nhé.
sau khi mà trải nghiệm ở ngoài kia thì chúng ta có thể vào cái khu vực bè này để thưởng thức hải sản. Ở đây thì mình thấy là khá nhiều du khách tới đây để trải nghiệm và nghỉ trưa. Thực ra thì từ ngoài bờ ra đến đây nó cũng không quá xa, vì vậy là sẽ giải quyết được cái vấn đề là những du khách nào mà sợ say sóng thì vẫn có thể đi trải nghiệm được. Mình biết là có rất nhiều người thích đi biển nhưng mà sợ say sóng. Ở đây thì có rất nhiều loại cá. Ô, con này là con cá giò, à con này con cá chim à? Con gì, cá gì giấu á? Cá gì cơ? Cá gì giấu? Cá bè giấu. À cá bè. Giấu. Dạ. Còn bên đây cá bớp, cá mú, cá bốp, cá sông kìa. Cá róc, cá hồng, cá róc. Vâng. Ôi giời, có cả con cá, có cả một bớp. Cá bớp nữa. Dạ. Đây có cả mực luôn, sò dương các kiểu. Sò dương. Đủ hết, tôm hùm. Tôm hùm này thì mình cũng đã được thưởng thức ở bên chỗ Phú Yên. Ở đây cũng tôm hùm bông luôn, trông rất là ngon. Đó, ốc kìa, ốc mặt trăng, vừa mình lặn được đấy. Rất nhiều loại ốc, hàu có, sò dương có. Rất nhiều loại ốc luôn. Ồ, con này là con... nhum. Đây cái này là cái này con gì đây mai. Sang sò mai. Sò mai đúng không? À ngoài mình gọi là con bàn mai, trong này gọi là sò mai, thì tên nó cũng giống nhau. Đây là ốc nhảy đại dương. Ốc nhảy đúng không, to nhảy lớn đúng không? Đây là ốc mặt trăng, bởi vì cái nắp của nó khá là giống cái mặt trăng. Bên kia là ốc nón. Áo vú nàng, vú nàng rất là giống với bầu ngực của người phụ nữ. Còn đây là con gì đây? Đây sò huyết đúng không? Nhưng mà sò huyết này to ạ? Tím. Sò tím á? À nó có màu tím. Đây ốc nhảy cỡ nhỏ đúng không? Ui trời, có lẽ là ngày hôm nay mình sẽ thưởng thức những cái loại có vỏ này. Vô anh, làm cái. Cảm ơn anh đã mèo lái. Đấy, đây là cái bè của bên Discovery Vĩnh Hy. Nói chung là tới đây thì mình ăn mấy cái loại cá với cả mực hay là tôm khá nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ phải ăn ăn ốc. Bởi vì các bạn biết vì sao không? Do là cái vùng biển ở trong Nam Trung Bộ ấy, cái nước nó mặn hơn ở ngoài Bắc Bộ của mình rất là nhiều, nên nó mới có thể là có những cái loại ốc đa dạng như thế này. Đây là con ốc bàn tay. Đó, con ốc rất là lớn luôn. Khi ăn thì chúng ta sẽ phải đập vỏ trên như này để lấy nó ra. Nó khá là giống với cách mà chúng ta ăn cái con ốc bướm ấy. ốc gì nhỉ? Đúng rồi, có một con ốc bướm, gọi là con ốc bướm. Thì chúng ta sẽ phải đập vỏ lên thế bởi vì rất là khó để khều. Còn đây là con ốc nhảy đại dương. Nó cũng giống con ốc nhảy thôi nhưng mà nó lớn hơn rất là nhiều. Và hoa văn của nó cũng rất là đẹp. À, mực lá. Hàu hương. Hàu hương, đây con hàu hương. Đây con hàu này rất là ngon luôn. Hàu hương. Hàu hương đây và sò tím. Sò tím. Oh, yo. Cảm ơn anh Nam với cả Sang rất nhiều nhá. Chúc Vĩnh Hy Discovery đông khách. Vậy là sau một ngày trải nghiệm ở trên vịnh Vĩnh Hy thì mình cũng đã đưa những cái hình ảnh đẹp nhất ở trên Vĩnh Hy này cho mọi người thấy. Và thực sự là mình đã bén duyên với Vĩnh Hy tầm khoảng gần một chục năm trước, thì mình thấy là chỗ này rất là đẹp và tiềm năng. Đấy là lý do tại sao mà resort 6 sao đầu tiên của Việt Nam lại đặt ở đây. Qua video này thì mong mọi người có thể là tới đây để trải nghiệm. Đây anh em bên Vĩnh Hy Discovery rất là nhiệt tình luôn. Mọi người muốn chỉ dẫn như thế nào hoặc là những cái tour như là lặn san hô hay là câu đêm ấy, thì mọi người hãy liên hệ với cả Vĩnh Hy Discovery thì sẽ nhận được cái dịch vụ tốt nhất có thể. Bây giờ thì mình có sẽ di chuyển sang những cái địa điểm khác của Ninh Thuận để review cho cái vùng đất này, bởi vì dù sao thì mình cũng rất là thích Ninh Thuận. Tạm biệt mọi người nhá. Cảm ơn Sang nhá. Chào các bạn. Yo.